Hello các bạn đã trở lại vlog Thắng Miền Tây. Hôm nay Thắng Miền Tây tới chùa Trức Play, còn gọi là chùa Đức Mạng Long Phú. Thì hôm nay cũng ngày thứ năm thứ sáu gì của anh em tập vợt ở dưới ghe dưới dàn nước rồi quý vị. Đó thì năm nay ghe ở đây cũng đóng mới ha, thành ra mình lại tới đây để review để cho cô chú anh chị coi kìa, fan hâm mộ của mình ở sau lưng bé tí nhiều quá quý vị ơi. Đó thì ở huyện Long Phú thì gồm có 4 chiếc, thì có Trức Play và băng chấp may băng cà chấp chá và sang ke. Đó là do cái băng cà chấp chá thì không có còn thi đấu năm nay nữa, thì trong đó thì ở huyện Long Phú gồm có 3 chiếc, đó là chiếc Trức Play và băng cà chấp may là xã Thanh Hưng và chùa sang ke là xã Trường Khánh, gồm 3 chiếc thi đấu. Thì hôm nay năm nay thì mình cũng giải cho 3 đội này ở huyện Long Phú cũng vô được giải vòng, lọt vào vòng 8 đội mạnh ha quý vị. Hên nữa có về mau cho tiếp sức chút xíu nữa thì có thể là vô nhất nhì ba tư. Yeah. Mình cầu chúc cho cái đội ghe trong huyện Long Phú càng mạnh ha. Đó thì năm nay thì anh em cũng đang thi đấu đang vợt ở dưới đó, thì mình cũng lại tới chùa Trức Play. Trức Play là chùa nước mặn Long Phú. Thì Long Phú năm nay 4 chiếc mà chơi có 3 chiếc ha. Thì mong anh em gắng cố gắng hơn. Các fan của mình nha. Xin chào, xin chào. Quá vui quý vị. Đó. Thôi mời quý vị cùng Thắng Miền Tây ra phía sau để xem anh em tập vợt như thế nào ha. Anh em đang tập vợt quý vị ơi. Chúc ba cái đội này vô được vòng 8 đội mạnh và hơn nữa về mau chui thay xa nữa là có thể là vô nhất nhị ba tư luôn quý vị. Thì năm nay không có thể nào mà đoán trước được điều gì đã xảy ra. Đó, anh em đang tập vợt ở phía bên ngoài, mời quý vị cùng xem ha. Đó. Khán giả cũng quá là đông. Thì anh em cũng tập luyện cũng vừa trên bạn trên cạn và xuống vàng thì cũng được 6-7 bữa rồi. Thì anh em tập một thời gian xa nữa thì anh em sẽ kéo ghe cũ xuống vợt tại dòng sông huyện Long Phú này luôn đó quý vị. Thì bữa nay thì cũng ngày thứ 6 thứ 7 của anh em vừa trên cạn mà vừa dưới vàng. Thì hôm nay Thắng Miền Tây có mặt tại đây để chia sẻ hình ảnh này lên để cho cô chú anh chị đi xa không được về quê cũng ngắm cái chiếc ghe mình tập luyện như thế nào. Đây thì mình cũng lại tới chùa Trức Play. Thì hôm nay vận động viên cũng cố gắng để tập luyện thôi. Năm nay thì còn có 3 chiếc tại huyện Long Phú, đó là gồm có Trức Play và chùa Băng Cà Chấp và Sang Ke. Thì có 3 chiếc thôi, nghe nói là Băng Cà Chấp thì không có, năm nay không có được chơi, không có chơi đó quý vị. Đó thì hôm nay thì Thắng Miền Tây tới đây cũng chia sẻ cái chùa Trức Play các bạn xem ha. Đây là anh em cũng tập vợt khá là hăng say. Thank you.
mẹ. Ba. Là mẹ. Giúp miếng lạc luôn á. Khán giả quá đông rồi quý vị ạ. Đây là cũng ngày thứ 6, thứ 7 của anh em tập vợt thì cũng vừa trên cạn mà vừa xuống vàng ha quý vị. Đó, thì do sình quá quý vị ạ. Mưa sình. Anh em đang tăng tốc theo quý vị đó, tăng tốc quá trời đẹp. Đây mình trực tiếp xuống dưới vàng để cho quý vị xem rõ hơn ha. Thì mình đứng trên bờ cũng nó hơi trơn, thành ra mình không có anh em cũng mới có nhịp một rồi quý vị. Chuẩn bị còn hai hiệp nữa là kết thúc thôi quý vị. Cũng anh em tập hồi sớm mình cũng lại trễ một quận, hai quận gì đó. Ừ.
Thank you.
Thôi hôm nay Thắng miền Tây cũng chia sẻ tới đây, cũng xin kết thúc video tại đây. Cũng 6-7 bữa tập của anh em vừa trên cạn và dưới nước như thế nào. Thì hôm nay Thắng miền Tây lại tới chùa Thực Lai này để chia sẻ hình ảnh này lên để cho cô chú anh chị được xem. Thì hôm nay thì cũng video cũng khá là dài, thì Thắng miền Tây xin kết thúc video tại đây. Chúc cả nhà một ngày mới an lành, vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, luôn luôn cũng gặp nhiều may mắn trong công việc. Xem nhớ đăng ký và bấm like cho Thắng miền Tây thêm có động lực để làm video ra mắt quý vị hay hơn, tốt hơn nữa. Thôi Thắng miền Tây xin chào và hẹn lại video tiếp theo của mình.